Kỳ Trâm và Quang Vũ xin được quay trở lại trong phần tin đời sống và tin giải trí. Đức Giáo Hoàng Francis đã được Time Magazine bầu chọn là nhân vật của năm. Ngày hôm nay thì tạp chí Time đã công bố Đức Giáo Hoàng Francis là nhân vật quan trọng nhất trên toàn cầu của năm 2013 vì những hành động giàu lòng nhân ái và thông điệp yêu thương của Ngài dành cho những người nghèo khó trong xã hội. Tinh thần bác ái của vị chủ tranh giáo hội Công giáo đã vượt qua sự nổi tiếng cựu nhân viên cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ là Edward Snowden và tổng thống của Syria là Bashar al-Assad để trở thành người có ảnh hưởng và nổi tiếng nhất toàn cầu của tạp chí Time. Theo như trang web của Time thì một trong những yếu tố quan trọng giúp cho Đức Giáo Hoàng Francis chiến thắng trong việc bầu chọn lần này là việc Ngài được giúp xây dựng lại niềm tin của hàng triệu tín đồ vốn dĩ đã mất. Phát ngôn viên của Tòa Á Thánh Vatican là Linh mục Federico Lombardi nói rằng Đức Giáo Hoàng không mang đến danh hiệu nêu trên, nhưng nếu việc được chọn là nhân vật của năm giúp truyền bá thông điệp của phúc âm và tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người thì Ngài sẽ rất hạnh phúc về điều đó. Và bản tin về lễ trao giải Nobel cho các giải thưởng vật lý, hóa học, kinh tế, y học và văn học. Thưa quý khán giả, những người đoạt giải Nobel về vật lý, hóa học, kinh tế, y tế và văn học đã được trao giải tại một buổi lễ được tổ chức ở Concert Hall thuộc Stockholm vào ngày thứ Ba ngày 10 tháng 12 do đích thân của vua Thụy Điển đã trao tặng. Cô Jenny Mugro đã thay mặt mẹ của cô là nhà văn người Canada, bà Alice Mugro đã nhận giải thưởng Nobel văn học cho mẹ mình. Thưa quý vị, 11 người đoạt giải Nobel khác vẫn có mặt trong buổi lễ trao giải này. Hai nhà khoa học Peter Hick người Anh Quốc và François Englert người Bỉ đã giành được giải Nobel vật lý cho việc đã khám phá ra sự tồn tại của hạt Higgs là hạt của Chúa. Ba nhà khoa học người Hoa Kỳ là Martin Campos, Michael Lewis và Errol Warshaw đã cùng nhau chia giải Nobel hóa học vì những cống hiến cho sự phát triển của máy tính nhằm tìm hiểu quá trình hóa học phức tạp từ việc thanh lọc khí thải đến quang hợp. Giải Nobel kinh tế cũng được trao cho ba nhà khoa học người Hoa Kỳ là Robert Seller, Eugene Farmer và Lars-Peter Hansen cho sự nghiệp nghiên cứu và cải thiện việc dự báo về giá tài sản trong dài hạn. Hai nhà khoa học người Hoa Kỳ khác là James Rodman và Randy Sherman cùng với một nhà khoa học người Đức là Thomas Sudoff đã nhận giải Nobel y học. Ethan đã thay thế cây thông Noel bằng một con thuyền trang trí cho lễ Giáng sinh. Vào hôm thứ Ba ngày 10 tháng 12 năm 2013, thì thủ đô của Hy Lạp đã khởi động mùa Giáng sinh với lễ thắp sáng hàng năm tại công trường chính của Athens bằng một con thuyền được trang trí những bóng đèn thay cho cây thông Noel. Theo truyền thống cũ trong nhiều thập kỷ ở Hy Lạp, người dân đã trang trí một con thuyền bằng đèn Giáng sinh để đặt ở trung tâm của ngôi nhà thay vì là cây thông Noel. Truyền thống này đã bắt nguồn từ việc mà Hy Lạp vốn là một quốc gia gần biển và con thuyền được trang trí với đèn Giáng sinh là tín hiệu chào đón các thủy thủ về nhà từ những chuyến đi biển, đồng thời cũng là vật tượng trưng cho những cuộc hành trình mới. Thị trưởng của Athens là George Kaminis, là người đã bật chiếc công tắc điện để thắp sáng con tàu cao chót vót làm từ những chiếc đèn lấp lánh. Những người chứng kiến buổi lễ thắp sáng tại Athens nói rằng họ mong muốn tất cả mọi người có được sức khỏe tốt, hòa bình, hạnh phúc và niềm vui. Đối với nhiều người dân Hy Lạp thì lễ Giáng sinh năm nay có lẽ là một lễ Giáng sinh khó khăn vì tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đã gây ra tình trạng thất nghiệp và cắt giảm lương. Được biết thì buổi lễ thắp sáng năm nay được tổ chức với một ngân sách eo hẹp, thu xa sự xa hoa của buổi lễ này trong những năm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế. Một bà cụ cao niên 98 tuổi vẫn có thể săn hưu tại tiểu bang North Carolina. Thưa quý khán giả, tuy đã 98 tuổi nhưng khi nói đến săn bắn, năng khiếu của bà Katie Watson không hề thua kém bất kỳ một thanh niên nào. Sau chuyến đi săn đầu tiên vào năm 10 tuổi, với chiến lợi phẩm là một con thỏ, 88 năm sau, bà Katie vẫn chưa muốn dừng lại. Và mới thứ Sáu tuần vừa rồi, bà thắt thêm một chú nai vào danh sách của 9 triệu con vật săn được trong suốt sự nghiệp cầm súng của bà. Bà Katie thường hay săn thỏ, chim cút và gà tây. Trong bất kỳ một cuộc thi săn bắn nào, bà Katie đều có những phát súng rất chính xác. Và trong tình trạng thời tiết như thế này thì sẽ chẳng một ai dám yêu cầu một bà lão ra ngoài trời để chứng minh kỹ thuật săn bắn của mình. Tuy nhiên, bà Katie dường như không hề khó chịu vì điều đó. Để thử tài thì người phỏng vấn đã để một lon soda cách bà Katie vào khoảng 50 feet, đồng thời đặt một chiếc máy camera cách đó 2 feet, yêu cầu bà bắn trúng lon soda này. Bà Katie đã dễ dàng vượt qua thử thách đó. Bà Watson cho biết rằng bà tự hào về việc đã săn được 44 con hươu kể từ lần sinh nhật lần thứ 80, thưa quý vị. Sản xuất và phân phối bộ phận tay giả tại California. Ước tính là có khoảng 300.000 người bị thương tật vì bom hiện đang sinh sống ở các nước chậm phát triển. Một nhóm kỹ sư đã quyết định chế tạo và cung cấp các cánh tay giả cho những người bất hạnh này.
Đây là một sự kỳ diệu cho những người bị thương tật và lần đầu tiên kể từ sau vụ tai nạn, họ có thể sử dụng đôi tay để viết. Theo nhóm chế tạo các bộ phận tay giả này nói rằng, hầu hết mọi thứ đều phát thảo qua máy tính và mỗi cánh tay bao gồm 30 miếng kim loại và nhựa. Thiết kế của những cánh tay này rất đơn giản, để đeo lên thì chỉ cần nhấn vào và để tháo ra thì chỉ cần nhấn xuống. Todd Demoras là người hướng dẫn nhóm làm những cánh tay giả này cho biết, hàng ngàn cánh tay đã được tiêu thụ hết ở các khu vực như là Colombia và Afghanistan. Được biết thì tại các nước đang phát triển, những bộ phận giả có giá từ 5.000 cho đến 10.000 Mỹ Kim. Trong khi đó thì nhóm này đã làm ra 15 cánh tay mỗi ngày mà không lấy của khách hàng một đồng nào. Như vậy có nghĩa là 15 cuộc đời được thay đổi tốt đẹp mỗi ngày. Bản tin từ Úc Châu cho biết là rặng san hô Great Barrier Reef đã trở thành nơi tổ chức triển lãm nghệ thuật dưới nước đầu tiên trên thế giới. Thưa quý khán giả, để thưởng thức cuộc triển lãm này thì quý vị không cần đến kiến thức về nghệ thuật, nhưng quý vị sẽ cần một bình oxy và ống thở. Rặng san hô nổi tiếng có tên là Great Barrier Reef tại Queensland của Úc Châu đã tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật đặc biệt khác với truyền thống trước đây. Có đến 6 tác phẩm lấy cảm hứng từ san hô sẽ được trưng bày ở độ sâu 4 mét dưới đáy biển. Sinh ra và lớn lên tại Queensland, nghệ sĩ BJ Pride đã chuyên thực hiện những chân trừ tượng nổi tiếng trên thế giới cho biết rằng Great Barrier Reef là một nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của ông, hiện đã được trưng bày tại New York cho đến Sydney. Ông cho biết, việc trưng bày nghệ thuật trong bảo tàng truyền thống đã được thực hiện từ rất lâu, nhưng việc đưa những tác phẩm lấy cảm hứng từ thiên nhiên trở lại vào môi trường tự nhiên sẽ tạo cho con người xem những cảm hứng rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên ý tưởng này đã được thực hiện và nó làm cho vẻ đẹp của các tác phẩm được sống động hơn rất nhiều. Màu sắc của tác phẩm trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết nhờ màu sắc của các rặng san hô phản chiếu bởi ánh sáng dưới nước. Các tác phẩm thực hiện tại Úc đã phải theo một tiến trình chặt chẽ của tổ chức quản lý công viên đại dương Great Barrier Reef để bảo đảm là sao không ảnh hưởng đến môi trường. Cuộc triển lãm trang sức lớn nhất của hãng Cartier tại Pháp. Một cuộc triển lãm nhằm tôn vinh thương hiệu Cartier với tên gọi là Cartier Phong cách và lịch sử đã vừa được tổ chức tại Paris của Pháp Quốc. Đã có nhiều nữ trang bằng kim cương, hồng ngọc, ngọc lục bảo và ngọc trai đang được trưng bày tại cuộc triển lãm này. Người tổ chức buổi triển lãm là bà Laurie Dalen cho biết, từ những ngày được mệnh danh là thợ kim hoàn của đức vua đến những thiết kế phá cách hiện đại, Cartier luôn đồng hành với sự phát triển của xã hội từ thế kỷ 19 cho đến ngày hôm nay. Bà cũng cho biết trong các loại nữ trang, vương miện là sản phẩm tiêu biểu nhất của Cartier. Người sáng lập Louis-François Cartier đã thực hiện những vương miện đầu tiên từ năm 1859 tại cửa tiệm của mình trên đại lộ nhộn nhịp là Des Italiens ở Paris. Và cũng chính tại nơi đây, Cartier xây dựng một mạng lưới khách hàng bao gồm các doanh nhân giàu có, ngôi sao điện ảnh và hoàng gia. Triển lãm Cartier còn trưng bày kim cương và vòng cổ nạm hồng ngọc của ngôi sao điện ảnh Elizabeth Taylor do chồng của bà tặng vào năm 1969, chiếc châm cài tóc của nữ hoàng Anne Elizabeth đệ nhị, vương miện Halo Tiara của nữ công tước Catherine xứ Cambridge và bộ sưu tập những chiếc đồng hồ bí ẩn. Ngoài đồ trang sức thì cuộc triển lãm còn tôn vinh vai trò quan trọng của Cartier trong lịch sử nghệ thuật trang trí. Và bản tin giải trí nối tiếp nêu ra một câu hỏi là có cần hay không một bài hát mới cho mùa Giáng sinh? Thưa quý khán giả, những ngày này khi đến các cửa tiệm để mua sắm hay đến nhà thờ, quý vị sẽ thấy rằng mình vẫn đang hát những bài hát Giáng sinh cũ kỹ như tuổi của mùa Giáng sinh, từ White Christmas của Bing Crosby hay là bản song ca Baby It's Cold Outside. Năm nào cũng là những bài hát rất cũ, người ta chỉ chờ xem ai sẽ hát lại nó mà thôi. Các hãng nhạc này cho biết là ngày nay những nhà soạn nhạc hàng đầu vẫn viết những bài hát Giáng sinh mới, nhưng chúng không thể qua mặt được những bài hát bất hủ. Và rằng khán giả ngày nay không còn trân trọng những bài hát mới như cách mà người ta từng đón nhận những bài hát All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey cách đây 19 năm. Vào năm 2008 thì Lady Gaga đã ra mắt Christmas Tree. Năm 2010 thì có bài Christmas Light của Coldplay, còn Justin Bieber thì cho ra mắt bài Mistletoe vào năm 2011. Annie Johnson, nhà nghiên cứu âm nhạc tại Đại học Berkeley của Hoa Kỳ, người đã làm việc với rất nhiều nhạc sĩ tên tuổi trong làng nhạc cho biết, mùa lễ hội, người ta thường tìm đến những giai điệu quen thuộc vì nó đem lại những cảm giác gia đình và hoài niệm, điều mà những bài hát mới thường không thể làm được. Hy vọng các nghệ sĩ sẽ tiếp tục giới thiệu những bài hát Giáng sinh mới mà chúng ta yêu thích đón nhận trong tương lai. Bye.
trương và nó để lại trong mọi người một rất là nhiều cái cảm giác mà làm cho người ta trở về với quá khứ hoặc là người ta nghĩ về đến cái tình yêu thương trong xã hội hiện đại. Và cũng như bản tin đã nói là các hoài niệm luôn luôn quý, những bài hát cũ sẽ mang đến hoài niệm trong khi mà những bài hát mới lại không có cái khả năng đó. Tuy nhiên thì mùa Giáng sinh thì Kiều Trâm thường thích những cái bài hát cũ nào của Việt Nam mà chúng ta thường mà Kiều Trâm thường hay nghe vào cái mùa Giáng sinh? Là bài Đêm Đông anh cũ. Bài Bên Đông, Đêm Đông thì đó là một trong những cái bài hát bất hủ và được thường trình diễn trong những cái đêm thánh ca tại các giáo xứ rồi. Tuy nhiên thì nhạc đời thì anh Phong Vũ lại thích cái bài thánh ca buồn. Giáng sinh mà buồn quá cũng không hay đâu. Thì Kiều Trâm cứ nghĩ rằng cái tâm hồn người Á Đông chúng ta thường hay có cái tính cách là sống nội tâm, hướng nội, cho nên chính vì vậy mà đa số những cái nhạc phẩm dù là ngay cả mùa xuân Kiều Trâm cũng thấy là nó mang cái nét là mang mát buồn. Trời, chưa tới Giáng sinh mà anh đã nhắc tới mùa xuân rồi. Và thưa quý vị, bản tin rất mang không khí Giáng sinh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Tết News này. Kiều Trâm và Công Vũ xin rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Xin kính chúc quý vị và gia quyến luôn bình an, hạnh phúc cũng như có một buổi tối thật đầm ấm bên người thân và gia đình. Xin trân trọng kính chào quý vị.